Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho em bé khuyết tật đứng bên đường xem diễu binh diễu hành. Trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho em bé khuyết tật bỗng chốc trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp, đặc biệt, nhận về vô vàn sự hưởng ứng, khen ngợi từ cộng đồng mạng. Theo nội dung clip, trong buổi diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã ghé vào nhà dân bên đường để tặng chiếc còi chỉ huy đang đeo cho em bé khuyết tật đứng trong nhà vẫy tay chào đoàn diễu hành. Đáng chú ý, chiến sĩ này đã dành cho em bé ánh mắt nhìn trìu mến, tay giơ biểu tượng like như một sự cổ vũ khích lệ. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều fanpage, trang cá nhân đã đăng tải clip này và nhận về cơn mưa lời khen, sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Các tài khoản mạng xã hội Facebook liên tục để lại những bình luận ca ngợi hưởng ứng hành động của nam chiến sĩ cơ động. Chẳng hạn, tài khoản Facebook Đỗ Nguyên bình luận: "Có những điều rất nhỏ nhưng lan tỏa một nhân cách lớn, thật dễ thương và ý nghĩa. Đó là biểu hiện của tình người, lòng nhân ái và sự đồng cảm. Hành động này không chỉ làm cho đứa bé cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương mà còn truyền đạt thông điệp về sự chăm sóc, hỗ trợ đối với những người khuyết tật trong cộng đồng." Một tài khoản Facebook khác có tên Trần Trang cũng chia sẻ cảm nhận: "Thông điệp này cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn, chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng làm đời thiệt dễ thương, đáng sống. Đây có thể là nguồn cảm hứng cho người dân, khuyến khích họ thực hiện các hành động nhỏ để làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Nó gợi lên ý thức về sự đồng cảm và lòng nhân ái, chia sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Món quà tinh thần này có tiền cũng không mua được, hành động đẹp thể hiện sự liên kết giữa lực lượng công an và nhân dân." Hình ảnh chú cảnh sát cơ động trao chiếc còi cho em bé khuyết tật rồi giơ tay khích lệ, thật cảm động và đáng nhớ. Tài khoản Facebook Phương Lê bình luận. Tài khoản Facebook Trần Du chia sẻ thêm về suy nghĩ của bản thân: "Đây là những hình ảnh mà mạng xã hội nên lan tỏa, hưởng ứng, chứ không phải là những trend vớ vẩn vô nghĩa. Cảm ơn bạn camera đã quay được khoảnh khắc tuyệt vời này để nhân dân thêm yêu và cổ vũ các chiến sĩ đang tham gia bảo vệ sự an toàn của người dân, bất chấp ngày đêm mưa nắng." Sức hút của em bé tượng đài ở Điện Biên. Người dân xem chương trình lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ rất ấn tượng với bé gái người dân tộc Thái hóa thân vào hình ảnh tượng đài Điện Biên, một điểm nhấn quan trọng trong phần mở đầu của lễ kỷ niệm. Trong một lần bé Vi Trâm cùng ông nội đi xem đoàn nghi lễ quân đội tập luyện, cô bé đã vô tình lọt vào mắt của tổng đạo diễn. Lúc ấy, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà thấy bé đang chơi thì gọi bé vào thử vai. Bé hợp tác từ lần đầu tiên. Ngày hôm sau, bé Vi Trâm được vào diện tập luyện cùng các chú và những hôm sau nữa cô bé vẫn hợp tác như lần đầu. Khi được thử vai, bé nghe lời, biểu hiện cũng rất tốt. Khi cô bé được lựa chọn, gia đình Vi Trâm cũng rất vui và tự hào. Mặc dù mới 4 tuổi nhưng khi đứng trước hàng vạn khán giả, cô bé rất tự tin, khác hẳn với tính cách rụt rè hàng ngày. Gia đình bé chia sẻ, cứ khi vào sân con rất ý thức được việc của mình, nhạc nổi lên thì con tự giác giơ tay. Mẹ chưa thấy bé về than mệt hay đau mỏi tay và cũng không thấy bé kêu chán nản, không muốn đi nữa. Cứ 7 giờ sáng bé lại có mặt ở sân để tập luyện. Những ngày hợp luyện hay tổng duyệt bé dậy sớm hơn, 5 giờ 30 phút đã có mặt. Dù lịch tập khá dày, cô bé vẫn vui vẻ, líu lo kể chuyện cho mẹ nghe. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ có 3 chiến sĩ đứng, lưng tựa vào nhau, bế em bé dân tộc Thái trên tay cầm một bó hoa. Trên cùng là lá cờ quyết chiến quyết thắng. Trong đó, chiến sĩ phất cao lá cờ, tượng trưng cho các đại đoàn tham gia chiến dịch năm xưa. Chiến sĩ bế em bé dân tộc Thái trên tay, tượng trưng cho những văn nghệ sĩ quân đội. Hình ảnh em bé dân tộc Thái tượng trưng cho sự nghiệp nối tiếp thế hệ, góp phần xây dựng quê hương Tây Bắc phồn vinh hạnh phúc. Qua việc con làm em bé tượng đài, gia đình mong muốn con sẽ có dịp học tập tốt để hiểu thêm về lịch sử Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, bé sẽ hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước, biết trân trọng ông cha ta đã ngã xuống để có thời bình như hôm nay. Ấn tượng tranh panorama tái hiện chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ là điểm nhấn ấn tượng tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bố cục hình tròn, dài 132m, cao 20,5m, đường kính 42m, tổng diện tích 3.225m2. Bức tranh được vẽ tại tầng 2 của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên đường Võ Nguyên Giáp, phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nhà bảo tàng được thiết kế dạng hình nón cục, trang trí xung quanh tạo hình quả trám, mô phỏng chiếc mũ lưới ngụy trang của bộ đội ta. Những nét vẽ đầu tiên được thực hiện từ tháng 11 năm 2019 và sau hơn 18 tháng nỗ lực thi công, hơn 80 họa sĩ đã hoàn thiện bức tranh đúng dịp kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2021. Kết cấu bức tranh gồm 4 trường đoạn lịch sử. Trường đoạn 1, toàn dân ra trận, mô tả từng đoàn quân, dân, thô hàng, trèo non lội suối tiến ra tiền tuyến. Trường đoạn 2, khúc dạo đầu hùng tráng, với điểm nhấn là trận Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, khẳng định sức mạnh pháo binh của quân đội nhân dân Việt Nam. Trường đoạn thứ 3 là cuộc đối đầu lịch sử, với hình ảnh hầm đào, dây thép gai, những trận đánh giáp lá cà. Kết thúc trường đoạn 3 là hình ảnh khối bộc phá gần 1 tấn phát nổ trên đồi A1. Trường đoạn 4 là khung cảnh hào hùng chiến thắng Điện Biên với điểm nhấn là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng De Cas. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, toàn bộ bức tranh panorama tái hiện sống động hơn 4.500 nhân vật trong khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu sẽ diễn ra vào 7 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức. Tham dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu, đồng thời 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài đến dự sự kiện này. Lúc 6 giờ 40, Điện Biên bắt đầu đổ mưa, nhưng hàng vạn người dân vùng Tây Bắc đang đội mưa để phía bên ngoài sân vận động, phía cổng chính để theo dõi qua các màn hình lớn ở phía bên ngoài sân vận động. Trời mưa nên đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động trong lễ kỷ niệm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình buổi lễ gồm các hoạt động, nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm, phát biểu của đại diện chiến sĩ Điện Biên, phát biểu của đại diện thế hệ trẻ, nghi lễ trao huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên. Sau lễ meeting tại sân vận động tỉnh Điện Biên sẽ là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ và công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội. Chương trình lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh, 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an và khối diễu hành, 9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và cuối cùng phần trình diễn của khối nghệ thuật. Trong đó, phần diễu binh của quân đội, dân quân tự vệ có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng, khối nữ quân nhạc, khối chiến sĩ Điện Biên, các khối sĩ quan, lục quân, hải quân, phòng không, không quân, biên phòng, cảnh sát biển, nữ sĩ quan quân y, lực lượng tác chiến không dân mạng, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, nữ, các khối chiến sĩ, lục quân, đặc công, đặc nhiệm, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, khối nữ du kích miền Nam, khối Hồng Kỳ, các khối công an tham gia diễu binh, gồm các khối nam sĩ quan, an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, khối nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, khối cảnh sát cơ động kỵ binh.
lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024 nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.